Kính chào các bạn. Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách xuất hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử. Kính chào các bạn. Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách xuất hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử. Để xuất được hóa đơn điện tử thì các bạn phải đăng ký với cơ quan thuế về việc được phép xuất hóa đơn điện tử. Và khi đăng ký với nhà mạng, được nhà mạng cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho các bạn để truy cập vào hóa đơn điện tử thì chúng ta vào đăng nhập, điền đầy đủ mật khẩu và mã số thuế vào. Tại mục tạo hóa đơn, các bạn chọn mẫu hóa đơn. Ở đây chúng ta làm của năm 24 nên là chúng ta chọn 1C24 và nhấn vào tạo hóa đơn. Chúng ta điền mã số thuế của khách hàng cần xuất. Sau đó nhấn vào tính lúp này để phần mềm tự lấy thông tin. Điền tên người mua nếu có. Phương thức thanh toán các bạn có thể để tiền mặt trên chuyển khoản đều được. Xuống phần loại hàng hóa, chúng ta lựa chọn hàng hóa dịch vụ sao cho đúng với lại doanh nghiệp các bạn được phép kinh doanh xuất hóa đơn. Điền số lượng, đơn giá và thành tiền. Các bạn nhớ lựa chọn thuế suất trong trường hợp được giảm thuế từ 10% xuống 8%. Xong thì chúng ta nhấn vào xem trước để các bạn kiểm tra lại những thông tin ở trên hóa đơn xem đã đúng hay chưa. Nếu như đúng rồi, các bạn là cắm chữ ký số vào và nhấn vào ký. Nếu như các bạn chưa cài chữ ký số thì các bạn tải phần mềm chữ ký số xuống và tiến hành cài đặt. Phần mềm chữ ký số được cài đặt xong thì các bạn nhấn ký lại. Điền mật khẩu chữ ký số vào. Sau đó các bạn nhấn vào đăng nhập. Ký hóa đơn thành công thì phần mềm tự cập nhật cho các bạn số hóa đơn. Chúng ta nhấn F5 lại một lần nữa thì hóa đơn đó được cơ quan thuế xác nhận và cấp mã. Từ đó các bạn gửi email cho khách hàng. Sau đó nhấn vào gửi mail. Khi chúng ta xem hóa đơn đã được cấp mã thì ở phía trên này sẽ có mã của cơ quan thuế xác nhận. Và đây chính là hóa đơn hợp lý hợp lệ. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử. Chúc các bạn thành công.